Ủy ban Điều tra Liên hợp quốc ngày 15 tháng 8 đã kết luận rằng cả lực lượng của Tổng thống Syria al Anasat và quân đội nổi dậy đều phạm tội ác chiến tranh. Theo bản báo cáo dày 102 trang công bố hôm 15 tháng 8. Ủy ban do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chỉ định nêu rõ lực lượng của Tổng thống Syri Basa Assad và lực lượng dân quân Sabiha thân chính phủ đã phạm các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại, bao gồm các chính sách giết người, tra tấn nhằm vào dân thường Syri, trong đó có vụ tàn sát hơn 100 dân thường ở ngôi làng Hula hồi tháng 5 vừa qua. Báo cáo khẳng định những vụ sát hại, tra tấn, bạo lực tình dục và tấn công bừa bãi cho thấy sự dính líu của những cấp cao nhất trong chính phủ và quân đội Syri. Theo báo cáo của Ủy ban điều tra Liên Hợp Quốc, quân nổi dậy Syri cũng phạm các tội ác chiến tranh, trong đó có giết người và tra tấn nhưng với tần suất và quy mô nhỏ hơn